Paru, xin chào các bạn. Mình đang ở một cái cánh đồng rất là mênh mông, nhưng mà ở Sài Gòn nha các bạn, không phải ở miền Tây. Mình đang ở một cái nhánh đường Dương Công Khi của rẽ vô đây là của thuộc huyện Hóc Môn, thuộc Sài Gòn. Hôm nay mình về đây cùng mấy anh em ở đây đi bắt chuột các bạn. Ở đây bà con mình cũng đang thu hoạch lúa, có máy cắt lúa, mình có thể theo máy cắt lúa hoặc bắt chuột hoặc là có thể đào. Bây giờ máy thì chưa ra ruộng nên anh em đi đào trước. Phía sau mình các bạn có thể thấy Dustin, kênh Việt Nam Miss Dustin. Hôm nay Dustin dẫn theo một cái thú cưng của Dustin là con chó xúc xích các bạn. Mấy bạn biết rồi, chó xúc xích nó bắt chuột rất là giỏi. Dustin cùng anh Thái đang chuẩn bị đồ nghề về kia, còn mình theo các bạn thấy bạn đang dắt lồng là anh Mười. Bạn Thương là người rủ mình về đây bắt chuột, là đi dắt giá điền trước kìa. Và anh em mình ra ruộng kiếm hang đào trước, chút có theo máy thì theo sau. Xúc xích ở nhà bắt chuột giỏi lắm, không biết ra đây sao. Nó cũng khoái, có chừng khoái nè. Đây mình mong mặt sức cho chạy. Anh xin giới thiệu các bạn, đây là bạn Thương. Cái giống giống đuôi rắn không? À, không phải vàng mà. Ai về qua đây. Hết rồi. Ừ. Hôm qua nó ra rồi. Hàng đầu tiên chưa có bạn. Ơ, có chuột, có chuột. Xúc xích. Chạy đá, chạy đá, chạy tốt đá. Chuột con, nhỏ à? Nhỏ. Nhỏ. Này có rồi. Đó, đó, đó. Trên này, cho xúc xích. Xúc xích, xúc xích. Coi xuống là hửi không? Yeah, I think she needs to see the first one. She just wants to play right now. Just give her a few minutes. So. Xúc xích, xúc xích. Để nắm lại cho nó hửi chứ. Nó biết cái chuyện. After the first one, I think she'll be okay. Alright, xúc xích smell something. Nó dài lắm, nó khoái rồi, nó biết rồi. Bây giờ nó mới biết cái nhiệm vụ của nó là bắt chuột. Nãy giờ nó mới chơi. There we go. There you go. Hàng chục lứa mới chạy qua nè. Đây nè. Chó bắt được con hay con ở sung lên. I think you should take the shot. Yeah, should be more on control. Đó, đó, chạy rồi. Súp xích, súp xích, súp xích. Súp xích. Ở đây. Chúc xích. Chúc xích. Đây là tao. Chúc xích, chúc xích. Oh,
Oh, God, it just came out. Okay. Chục mẹ nó không ra đâu. Ừ. Còn vậy còn, để coi nó thử còn mình đâu bắt đi. Nè. Soup sick, you just missed the rat. Soup sick. Soup sick, soup sick. Chạy rồi. Soup, soup sick. There's a mouse right here. Soup sick. Oh, there you go. Will she eat it? No, she won't eat it. She just kills it. Oh. Ok, xong rồi. Chưa xong có nhại lắm. Chưa có. The mouse is already dead. Ok, nữa. Soup sick, nữa. No, there you are. No, 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 no. Ah, oh, soup sick. Ăn luôn. Ăn luôn cái đầu á. Ăn luôn. The first time. Oh, oh, soup sick. Trời ơi, soup sick, you're terrible. Xin lỗi anh. Oh. Ăn luôn. Nó nó nó. Để nó nữa. Chúng sinh nó được con nó. Không sao anh. Vui chụp vui. She ate the head dog. Oh, thử coi chỗ nào còn cũng bạn xen kẽ những cái đám ruộng lúa thì ở đây bà con mình cũng trồng thuốc lào nữa bạn. Lần đầu tiên mình mới thấy cây thuốc lào. Thuốc lá thì lá nó to tròn hơn, này thuốc lào thì lá nó dài. Ra rồi, có là nó sủa dữ lắm. Ở đây. Không có. Nope. Không có rồi. Nó đi xuống hàng cấm kìa. Nó mò xuống hàng cấm kìa. Maybe. Đó, có ở dưới hàng dưới. 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 It's so funny. Hơi yếu. Hơi yếu là do nó sâu quá. À, sao vừa chạy sao ngay cái chân này ngay đây. Ừ. Alright, soup sick, you find something? Đi rồi. Tụt lúa ha, ngay tụt lúa. Okay, soup sick, hold on. Chục lửa, chục lửa, chục lửa, dạ. Nhét lại đi, để ra. Lại nó chụp đi anh ơi. Đứng sau lưng anh nó chụp cho nó chạy ra. Ok, súp súp thôi. Từ từ, súp súp, ốc súp súp, chuột 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 ở đây. Súp súp ở đây. Ngồi dưới đầu gối mùi. Súp súp is terrible. Anh mùi chụp dính rồi. Em mùi có. Okay, so, one little one. Come in. Nhỏ quá. Này có cái ấy ha, cái bẫy rắn ha. Are you doing soup sick or anything? Do you have? One? Still have? Yeah, yeah. Okay. Can. Yeah. Okay. Soup sick, hold on. More soup soup? She's having so much fun now. Yeah. Soup sick, yeah, yeah. Soup sick, good job. Oh, soup sick, yeah. But oh, no, soup sick, okay, xong rồi. Cắn tay tôi luôn. Okay, chết. Bầm dập luôn. Oh, soup sick. Lại rồi, xong rồi. Chích nó cũng lẹ lắm. Ăn luôn. Ăn luôn. Ăn luôn. Nhớ mang lại đào bắt đi. Nope, soup sick. Còn. Ah, soup sick. All right, you guys, we got the... Cắn từ từ đi, không? Ừ, cắn từ từ. Okay. Lớn nhỏ mà đụng anh kia. Chục mẹ nó đi rồi. First one, soup sick guy. She's having a great time though. She's trying to eat them. Super hard to film, but it's okay. Gặp nó ăn nữa. Gặp luôn.
Anh đi. Come on. Yeah. Súp xích giải. No, 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 no. Súp xích nữa. Đấy, ngay ngay tan nữa. Ngay tan. Nữa. Rồi, rồi. Lớ à, chụp mẹ đi. Khôn quá ha. No, 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 no. Có con luôn. Mẹ đi qua đấu quá. Súp xích, chuột, chuột, chuột. Hay, súp xích thật. Súp xích chuột ở đây. Sa súp xích giải. Súp xích hay kìa. Súp xích. Súp xích giải trừ quá. Súp xích nữa, nữa, nữa. Súp xích. Con nào vô súp xích là còn dập quá rồi. Vô đây à, bắt rồi. Quá chừng chuột luôn anh ơi. Súp xích. Dạ. No, no, yo. No, súp xích, these ones not for you. I know you want. Ai còn hàng okay. Đi đâu? Hàng đi xuống. Súp xích làm được 2-3 con vậy các bạn. Quả nhai xương nhai nát. Ở đây ruộng cạn hết bạn. Có cái kênh thiệt là ngon nè các bạn. Mình nghĩ cá rô, cá trê đủ rút hết xuống đây nè. Morning sir. Yeah, chào buổi sáng. Giờ thì máy chưa cắt bạn. Anh em đi lang thang xuống chích tè dễ thương hả? Dustin sướng rồi. Tại thấy xuống chích ra đồng săn chuột. Tại lần đầu tiên cho xuống chích ra đồng săn chuột cái này. Nhà tặng săn chuột nhà không à. Mấy anh em ra ruộng kiếm đào hang trước. Chờ chút xíu máy mới ra. Này đi bên khu bên kia, chờ đi bên đây. Đây mình thấy mấy cái bờ ruộng cũng hơi nhỏ các bạn. Đào cũng dễ. Xúc xích nhìn như con chuột cống nhum. Nobody home, xúc xích. Xúc xích vừa chạy qua các bạn. Đây mình chỉ mấy bạn chưa biết nè. Thì coi cái dấu chuột á, chuột á thường người ta sẽ xem để cách cái chuột, cái hướng chuột đi để người ta bẫy chuột nè. Đây. Mấy cái đường này là chuột nó đi nè. Các bạn thấy nó cắn cỏ nè, cắn lúa nè. Nó đi láng hết mấy cái đường này. Thì khi mà bẫy chuột mình cũng sẽ bẫy gần những cái đường này thì cái hiệu quả cao hơn. Hang thì nó có hai dạng hang, hang bạ là hang thông luôn. Còn hang có đùng bích à, mấy bạn thấy nhìn thấy một bóng đất ở ngoài. Nhưng mà cái biển hang bị bích lại là chuột nó đẻ. Đẻ một bầy chuột con như nãy. Xúc xích đang tìm. Nãy mình bay flycam không đi. Đâu quay cái ngó cái máy suốt nó quất vô cái cây liễu rớt xuống mương luôn. Hy vọng không có sao. Anh em mình chở đây các bạn. Đây, mấy bạn đang thấy máy gạt đập liên hợp kìa, máy suốt á. Đang thu hoạch cái đám ruộng nhỏ này nè. Thì chờ chút cho người ta lùa hết vô, còn một cái lừa đường giữa ở trong thì hy vọng sẽ dí được, bắt được chuột. Cái thuốc lào này mình trồng bao mấy tháng thì mình thu hoạch? 3 tháng. À đúng 3 tháng thu hoạch. Ở đây mình phơi, mình sơ chế luôn hả? Phơi sắt luôn. À phơi sắt là tại nhà luôn anh? À. Mình bán theo bánh hay theo ký hay gói gì? À theo tốt thì 500, 800, 400, tùy theo loại. À tùy tốt xấu. Là mình thu hoạch lá từ dưới lên trên luôn hay là có bỏ lá nào không anh? À thu hết luôn. À thu cái đem vô cái gập, gập cái ụ xương nó phơi. À phơi xong nó thành phẩm luôn ơi bao. Dạ, mình có sấy không hay là tự cho nó khô tự nhiên anh? Phơi nắng phơi xương. À phơi nắng phơi xương hả? À nhờ đi qua đây mình cũng biết thêm một cái nghề là nghề trồng cây thuốc lào các bạn. Hồi xưa mình chỉ nghĩ ở trong Nam mà nhập thuốc lào chỉ nhập ngoài Bắc thôi, chứ không nghĩ là ở Hóc Môn mình ngay sát Sài Gòn lại có như thấy đọt đây người ta ngắt đọt hết rồi, bỏ đọt hết rồi. Giờ dưỡng để ta ép cho dinh dưỡng hết vô mấy cái lá này chứ không có cho nó lên cao nữa.
anh em đang tưới cây. Con thấy chó bên Mỹ qua bắt chuột không? Không. Đó, đó. Cái chú đó bên Mỹ đem chó qua bắt chuột á. Cái này gọi là kiểu mới. Ờ. Chó bên Mỹ qua Việt Nam bắt chuột. Oh, siêu chiếc giải. Oh. Siêu giải. Oh, siêu chiếc bắt được nữa rồi nè. Oh, siêu chiếc. Yeah. Right. First chuột, one. Chuột cơm đó bạn. Chuột cơm này chuột lứa. Xúc chích bắt được con. Mấy anh em bắt thương vừa đào vừa bắt được con. Nên nó khoái rồi nè. Có chuột là nó sung lên nè. Có chuột mẹ bay. Chuột mẹ bay đắng rồi. À chắc vậy quá. Nãy giờ mình không có nhét ngắt nữa hả? Không sao. Xúc chích. Nhét ăn gì tới đây? Anh nhét hai cái bên đây. Thường bắt được chuột bự rồi. Mình canh ở đằng kia. Rồi. Ôi. Được chuột cơm chà bá. Rồi rồi rồi. Mở cửa lòng ra. Tay. 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 Nó nó khoái rồi, nó sùng lên rồi. Supsic goes crazy for these things right here. Máy này chạy động chui nữa. Nghe máy chứ máy chạy động. Mình lại kia tính canh cái khúc ruộng cuối mà không có. Chạy chạy lên đây nè. Ở đây nè. Qua đây nè. Ngay đây nè, tới đây nè, tới đây chuột bự lắm. Ngay đó đó. Qua đám này. Bự ghê á. Ở ngoài chuột ngoài. Má chạy động á. Má chạy tung ra. Rồi nè. Okay, super cool. Nhét cái nó lại đi. Nhét rồi. Nhét rồi. Chuột bự lắm. Bự. Nè. Nhỏ. Sorry, super sick. Con chuột bự nó bay ra đó. Nhét hết rồi. Coi bển còn không? Nè nè nè, chuột ra đây. Not allowed to catch the big ones, you guys. That's rusty. Chuột bự bay ra đó. Chuột bự đi nè. Trắng từ từ đi. Nó nhùi nhùi qua bệnh chỗ anh 10 đồng. Rồi, mọi người cầu chụp bự bên đây nè, nó đụng đó. Đi lên á nghe không? À, đúng rồi. Oh, nice. Hay quá. Chụp quá bự. Uống nữa cắn rồi, nó cắn thương rồi. Thì cũng cắt đường xong rồi mình đi xuống dưới đó mình đón rồi có chuột này nhảy ra không? Cái đèn dưới kìa. Xúc xích có đó. À. Mấy anh em này bắt được con.
Ủa có đây luôn nè. Ờ nè, nè nè, xung xích còn ấy là còn cái chuột nè. Này có nhảy qua đây nè. Rồi rồi, có đây. Có hai nhé. Dài là đẳng luôn. Hang dưới ruộng luôn các bạn. Này lạ nè. Xung xích. Mấy anh bạn nhỏ cũng phụ luôn. Cái đồng vừa tới đó luôn á. Mấy anh em mình mới lại thì thấy mấy chuột tung ra, mấy anh em này bắt được nè bạn. Chờ người ta cắt hết đám lúa này thế nào cũng có nhiều chuột à. Dính chuột. Ngay đuôi nó quay lại cắn. Lặn hả? Dạ, đạp ngay đuôi nhảy cắn. Xong rồi các bạn, chuột nó tung ra mấy anh bắt chín rồi. Cho em coi với anh ơi, thử không? Rồi cảm ơn anh. Bố nằm luôn kìa. Ba đây, chạy qua đây rồi. Thương chụp hay quá hả? Chạy nè. Chạy ngược lại. Anh muốn cho coi luôn. Quá giỏi luôn rồi. Sao tao cầm? Ném cái động cái đi. Trời ơi, nhiều chuột con á, chuột á. Nè anh Mười cũng bắt được mấy con nè. Mười. Trời ơi. Có cái luôn mà gì vậy? Wow. Super six coin.